Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với trực tiếp game. K2 này thì tôi sẽ cố gắng quay trở lại với con Rise of Tomb Raider để xem là phá đảo nó nốt nhá. Tại vì đằng nào thì chúng ta cũng chơi gần hết rồi, tôi nghĩ là cũng gần hết rồi đấy. Phần trước thì chúng ta đã tiêu diệt cái bọn 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 Trinity rồi, thì hôm nay là tôi nghĩ là chúng ta sẽ phá đảo thôi. Nên là hôm nay cố gắng chúng ta chơi phá đảo nhá. Chứ tôi chơi cố giờ cố gắng là con game này nó cũng hay mà, sao anh em lại chê nó là không hay? Con này tôi thấy là một trong con rất là hay, nếu mà anh em thích ăn chết mà không thích con này thì nói chung là cũng hơi 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 bất công cho em Lara Croft mông to. Dù gì thì tôi nghĩ là sắp phá đảo rồi, anh em yên tâm. Phần này là mình đã chui dưới hầm rồi. Phần trước là đã tiêu diệt hết bọn Trinity rồi gì. Phần này là chui xuống hầm cái chỗ mà chứa cái Divine Sword ấy. Chúng ta đi đến cùng để xem là rốt cuộc thì cái kho báu đấy nó là cái gì. Còn lâu mới phá đảo á? Đệt, sao tôi tưởng là mẹ gần phá đảo nơi rồi. Việt Nam mấy giờ đá với Nhật anh em? Tôi không biết về cái lịch thi đấu lắm. Ok đây rồi, chúng ta đang ở dưới cái hầm, hầm như kiểu hầm mỏ đây. Ở dưới này chính là nơi mà cất giữ cái kho báu Divine Sword đây. Con này anh em thấy nó không hay mà ăn chết thì tôi nghĩ là chủ yếu là do con này nó mang tính chất phiêu lưu nhiều hơn. Ăn chết thì nó mang tính chất hành động. Con này thì nó thiên về phiêu lưu. Thành ra anh em sẽ thấy là nó không 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 kịch tính như là con ăn chết. Nhưng mà nếu mà chơi thì chúng ta thấy sẽ thấy nó rất là hay. Thật là như thế. Ơ kìa. Chết mẹ rồi. 11 giờ 15 à? Ơ thế thì còn thoải mái. Mình phải chui vào đây mới đúng chứ. Đi nhầm đường, tổ sư. Đây rồi. Chỗ Trinity đây rồi. Tôi nghĩ là chắc chỉ còn 45 phút nữa chúng ta phá đảo game này thôi. Anh em cứ bình tĩnh. Đây là lăng mộ đây. Mùi gì đấy? Thằng nào đánh rắm mùi thối thế? Ôi vai mẹ, bọn này rơi xuống đây bị chết này. Ui mẹ, chết cháy mẹ hết, tởm thế. Ui, máu chảy này, máu chảy thành sông mẹ luôn, kinh thế. Ôi rồi ôi, mẹ nhìn những cái nhỏ mình như kiểu mình đang chơi game kinh dị chứ đâu phải chơi Tomb Raider. Cái gì đấy? Tiếng thằng nào ấy? Từ từ lấy cái cung đã. Bắn cái này rồi. Ok. Trực tiếp bóng đá thôi. Tôi thì tôi không giỏi về đá bóng lắm, tôi cũng chẳng trực tiếp. Anh em tôi thấy trên Facebook nhiều người trực tiếp bóng đá mà. Anh em lên mấy page đấy em xem. Còn page này tôi chỉ dành cho game thôi. Từ từ là xem như nào đã. Hôm nay Việt Nam đá với Nhật thì tôi nghĩ là thắng hay thua thì ok mà. Có sao đâu. Thua thì mình cũng được vào World Cup rồi. Thắng thì tất nhiên là càng tốt. Ok đây rồi. Vãi đái, hóa ra cái Trinity Sword là một cái viên ngọc à. Viên ngọc, viên ngọc. Có lửa ở trong à?
Cái này nhìn gần giống kiểu bát hương nhưng mà làm bằng sắt nhỉ. Chết cha mày, lựu đạn rồi. Ôi rồi ôi. Mày bỏ chia tiêu đến đây rồi. Kinh thế. Con lợn này. Thằng nào nữa? Ôi, đông thế. Mày láo này, mày láo này, mày láo này. Hết chưa? Mấy thằng này thì không sợ lắm, sợ nhất là mấy cái thằng nó có cái lá chắn thôi. Cái gì? Bóng đá không thích, chỉ thích bóng dâm á. Vãi. Ủa cái gì đấy? Mày thổ sư ở đông thế. Mày đi vào đây. Ôi không chơi được rồi. Mẹ, có thằng đứng kia kìa. Bắn thêm một đấu chết. Rồi. Ôi. Tí thì ăn quả lựu. Mày vào đây. Xong phim chưa? Từ từ xem đi đâu đã. Đây rồi. Làm nào vào trong này rồi. What the hell? À đây nhỉ, đây đúng không? Tung ngay sang đây. Phi sang đây đúng không ạ? Kiểu làm gì ấy? Mấy con rời này. Mày láo này.
Chơi nhau đi em. Chơi nhau đi em. Chả nhìn thấy cái đéo. Đây rồi. Không, bây giờ đi đâu đây? Xuống dưới à? Cái gì? Thánh nữ Lâm Hằng á? Thánh nữ Lâm Hằng là đứa nào? Tôi chỉ biết mỗi thánh nữ Maria thôi, còn thánh nữ Lâm Hằng thì tôi đéo biết. Tôi cập nhật tình hình hơi hơi cổ lỗ sĩ tí, anh em thông cảm. Dạo này Việt Nam có thánh nữ cơ. Oh no. Sofa. This whole place could go up. Got to hurry. Không không có đường để leo lên. Bọn kia nó bao vây cái đường ra rồi. Ôi giời ơi. Mẹ nó còn xịt cái ấy mới kinh chứ. Ủa. 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 Hand over the atlas. Ai đấy? Thằng nào ném đấy? À, lấy được cái máy thở rồi. À, cái cục này là ấy thôi à? Cục này chỉ là bản đồ thôi à? Tôi lại cứ tưởng là kho báu. Ok, mình có máy thở rồi, ok rồi. Ôi dồi ôi, bây giờ trên Facebook với các thánh nữ nhiều lắm. Nếu mà ngực to thôi thì tôi thấy một đống thánh nữ. Bọn này đánh nhau với cả quân quân bảo vệ ở đây đúng không? Rồi nhảy đây thôi. Okay. I think I see my exit. Phải leo trên kia. Đường ra ở trên kia rồi. Đổ mẹ nó tượng rồi. Ô. Giờ làm nào leo lên trên kia rồi. Thánh nữ Lara. Từ từ, nó chế cái này ra là để mình làm cái gì đây? À, đây rồi. Từ từ, kéo này ra đã. Ấy, từ từ. Kéo này ra đã đúng không? Bây giờ là nối cái này vào cái kia. Có đúng là nối cái này vào không? Không phải. Không phải, không phải. Kéo này ra thôi đúng không? Không cần phải ấy vào cái kia. Ờ rồi, hiểu rồi. Kéo một cái thùng ra. Xong rồi treo lên cái kia đúng không?
treo sang xong rồi làm nào để cái này nói. What the hell? Kéo này đúng không? Xoay này xong như nào nữa? Đứng đây kéo thôi hả? Đúng rồi. Đéo được. Xoay trục rồi xong như nào nữa? Kéo tiếp à? Kéo sang bên này đi. Ok. Thế này hả? Mắc vào thùng đỏ rồi mà. Chói thùng vào cái cây á. Bây giờ kéo xuống thôi đúng không? Quả nữa à? À cần hai cái thùng à? Vãi. Đây tôi lấy thêm cái thùng nữa. Nối vào đi. À đây quay ngược để nhảy đến đây đúng không? Thế này chuẩn chưa? Bắn cái dây kéo thùng xuống nước á. Nối hai thùng vào hai đầu rồi bắn đứt một cái. Tức là hai đầu là phải có hai cái gì? Hai đầu mỗi đầu là có một cái thùng gì? Hay là như nào? Đây, tôi kéo này nữa. Cho nó cân bằng gì? Đây, tôi xem nhé. Mới đầu là một cái thùng cho nó cân gì. Thế để tôi xuống. À đây. Nối hai thùng hai đầu cho cân. Xoay cho cái thùng nó xoa qua bên hồ. Bên chỗ cái tượng. Ok đây tôi xoay. Anh em cứ bình tĩnh. Để tôi xoay xem. Đây thì xoay này đi. Ui vãi. Đây rồi, cân rồi đây. Bây giờ cân rồi xong như nào nữa? Đấy, cân rồi. Bây giờ như nào nữa anh em? Kéo như thế nào? Chả hiểu đâu.
cắt dây á. Đùa anh em chat tôi chả hiểu đéo. Cắt dây để cho cái thùng nó chảy tới chỗ cái tượng ấy hả? À rồi rồi tôi hiểu rồi. Tạo mục đích là để mình cho cái mấy cái thùng nổi sang bên cái tượng đúng không? Rồi rồi tôi hiểu rồi, thế tôi hiểu rồi. Ok ok ok, rồi rồi rồi. Ủa anh em giỏi thế. Mẹ nhìn cái này mà anh em biết được thì tôi phải công nhận anh em giỏi vậy đấy. Làm nào cắt được dây đây? Cắt dây nút nào nhỉ? Cắt dây nút nào anh em? Phải, tôi quên mẹ nút cắt dây rồi. Bắn vào dây á? Ờ rồi đây tôi bắn. Vâng chết lại còn thế nữa. Ơ có được đâu. Không phải nút F. Tôi đang chơi bằng PS4 mà làm gì có nút F. Thích vợ thì đeo rồi nhỉ. Tôi đang chơi PS4 không có nút F. Khổ quá anh em cứ ép cái gì. Vuông không phải. Đi gần rồi đây nó có hiện ra đéo đâu. Cái trò khốn nạn nhỉ. Đây tôi gần sát đây mà có thấy cái gì đâu. À phải bắn cái thùng này trước đúng không? Ờ bắn cái thùng này trước. Rồi rồi tôi hiểu rồi. Ok đây bắn cái thùng này trước. Được chưa? Bây giờ mới hiện đúng không? À đây đúng rồi. Phải bắn cái này trước. Được chưa anh em? Bây giờ mình như thế nào nữa? Lại chuyển tiếp hai cái này sang đúng không? Chuyển tiếp một cái nữa đúng không? Rồi bây giờ lại chuyển tiếp cái nữa rồi. Từ từ tôi chuyển nốt cái nữa. Rồi. Bắn cái thùng kia trước rồi ok. Anh em mà phải thông cảm một cái là khi mà tôi livestream ấy thì cái cái lúc mà anh em chat với cả cái lúc tôi chơi nó cách nhau đến 5 phút cơ. Bây giờ phải lấy thêm cái thùng nữa xuống rồi. Đây đây tôi kéo này sang nữa. Phải cho hai cái thùng sang bên kia hay là chỉ cần một cái thùng thôi? Bắn vào cái thùng lúc nãy á, chỉ cần một cái thùng là được à?
Bắn thùng là được gì? Tôi cứ tưởng là phải có hai cái. Một cái thôi là được à? Ờ đúng rồi. Ờ rồi rồi chỉ cần ớ. Thấy chưa, phải có thêm một cái nữa. À đây đúng rồi, đổ mẹ rồi. Nó đổ đéo đâu. Bây giờ như nào? Sao bên này tìm cái thùng nữa à? Ờ sao bên kia làm tiếp gì? Từ từ tôi xem có nâng cấp được cái gì không đã. Anh em cứ bình tĩnh. Việt Nam 15 phút nữa mới đá cơ mà. Nâng cấp phát đã, anh em cứ bình tĩnh. Update cho con súng nào bây giờ nhỉ? Khẩu này mình hết đạn rồi. Update cho con shotgun đi. Hay là cho con này nhỉ? Ok, tăng đam lên. Update cung lên. Tăng đam tiếp. Thay bộ quần áo nhá. Xuống đây mặc bộ nào đấy cho nó mát mát tí. Nơi này đang nóng. Rồi. Mặc bộ này cho nó nhìn vếu cho nó tròn. Bây giờ đi kiếm cái thùng nữa ở đâu anh em? Ồ, đường này không đi được rồi. Phải đi vòng sang bên này rồi. Đây tôi đang đi tiếp đây. Ở đây có cái này làm gì nhở? Quay lại hả? Đoạn này khó thế nhở? Chắc là phải nhảy sang đây rồi, không phải bên kia rồi. À chỗ đấy là chỗ để mình thả thùng hả? Ok. Think I've cracked this yet. I'll have to come back. Đây bây giờ phải đi cái đường này. Chuẩn rồi. Giờ phải đi đường này thôi. Có mỗi cái đường này chưa đi. Lặn xuống dưới, lặn xuống dưới, lặn xuống dưới.
sư đông thế. Sorry nhá con. Một thằng đứt. Hai thằng đứt. Rồi đi sang bên kia. Ôi mẹ, có thằng nữa này. Quay điếc mẹ hết rồi. Sorry nhá. Sulfur. This must have been where they prepared the raw ingredients for Greek fire. Looks like I'll need another vessel. Phải treo lên trên này rồi, đây rồi. Ok, mình đã leo lên trên cái tầng 2 của này rồi. Bây giờ xuống đây kéo cái này. Ok, một cái thùng đã trôi sang. Vướng mẹ rồi. Làm nào phá nổ cái này anh em? Bắn nổ chỗ đống gỗ ấy hả? Tôi hết mẹ nó tên nổ rồi. Hết tên nổ rồi. Kéo thêm thùng nữa à? Bắn nhưng mà hết cái... Hết cái cấy rồi còn đâu. Hết cái cung nổ rồi. À, bắn luôn cái này đi. Ờ đúng rồi, bắn luôn cái này đúng không? Rồi ok, rồi, tôi hiểu rồi. Ờ đúng rồi, chuẩn. Giờ đi sang bên kia đúng không? Ơ cái thùng cái đâu rồi? Thùng cái đâu mẹ rồi? Chỗ này xuống trước đúng không? Không, bây giờ như nào? À, phải móc cái này vào đây nhanh rồi. Phải móc cái thùng vào cái này. Ghim vào cái cột đúng không? Ok, chuyển vào, chuẩn. Đứng đây bắn vào cái thùng. Cho nó móc vào cái cột. Ok. Ờ, đợi cái thùng nó sang bên này mình mới cắt. Rồi, ok rồi. Bây giờ bắn cái thùng này thôi đúng không? Ok. Rồi, anh em cứ bình tĩnh.
Ui. Úi dồi. Ôi, bọn này là bọn đéo nào đấy? Ôi, bọn này là lính lính bảo vệ đúng không? Ôi dồi ôi, các anh ơi, đéo bắn kinh thế. Ôi, không hiểu mẹ. Úi dồi ôi, khổ sư nó bắn kinh thế. Nhảy sang. Đúng rồi, bắn thôi. Ơ kìa, mẹ, tổ sư chết đau thế. À may quá là cho mình ở đây. Móc sang cái này. Rồi. Ôi, đéo được rồi. Phải nhảy hai bậc. Phải nhảy hai bậc. Thôi rồi, biết rồi. Anh em cứ bình tĩnh. Thế mà đéo cháy mất quần áo nhỉ? Cháy quần áo phải hay không? Chọc vào đây, đúng rồi. Để sang đây. Chọc vào đây. Rồi, lên em. Nhảy sang đây. Vãi cứt. Con này phải hơn gắn chết. Lên nơi rồi, chạy tiếp. Ngon rồi. Ôi từ từ. Ôi cháy rồi. Vừa mới nói cháy xong. Ơ kìa, cái gì này? What the hell? Xuống mẹ nước rồi. Jacob, tôi đã thoát được khỏi đây rồi. Thật là may vì em đã thoát được. Mang cái bản đồ đây cho tôi. Em đang trên đường đi. Mang bản đồ cho thằng kia. Mẹ tôi nghĩ thằng đấy, thật tôi nghĩ thằng đéo gian lắm. Mẹ mang bản đồ cho nó rồi, mẹ khéo khốn nạn nó, đéo phải đùa đâu. Ok, gian đây rồi. Tôi nghĩ thằng Giang, ui, nhìn người em này ngon thế. Cái đoạn đi nghiêng nhìn người mình dây trông ngon vãi. Mông ra mông, ngực ra ngực. Rồi, lặn xuống đây. Bây giờ có cái máy thở rồi, không sợ. Tôi thích nhất là nhìn cảnh em này em bơi đấy. Banh cả háng ở trước mặt kìa. Ơ, cột tóc ấy chứ. Dễ thương vãi. Rồi, giờ xuống đây thôi. Jonah, is that you? Jonah là đứa nào? Little bird, you're alive. I knew it. My God, Jonah, what are you doing here? Where are you? À, Jonah là thằng da đen đúng không? You can thank Jacob. His people picked me up half dead out on the tundra. Thằng da đen lúc đầu game. Tổ sư anh chim dài. I couldn't leave you out here alone. Ngà chim dài đến rồi. Thôi tôi hiểu rồi, thằng đấy là thằng trượt tuyết, thằng chim dài.
thằng da đen chân dài tôi biết rồi. Ra đến Gelthermer Valley rồi. Ra đến thung lũng này rồi. Đây là ai? Lara. Glad to see you're still with us. À đây là quân ấy, quân của thằng Jacob. Ok, xuống rồi. Úi dồi. Đi đâu đây? Chỗ đéo nào nhỉ? À đây, đầu này cơ mà. Phải móc vào cái này à? Đâu hướng này chứ. Thế đéo nào. Followers of the prophet fled to the east. The journey was difficult. Việt Nam đá rồi hả? Anh em cứ bình tĩnh làm gì? Sao mình cứ chạy lòng vòng này nhỉ? À đây rồi. Tổ sư nó lòng vòng vãi. Ôi ai đây? Jonah. Ôi dồi ôi gớm. You look terrible. Terrible. Tìm anh da đen khỏe. Lực điền cái là nhảy vào ôm ngay. Ôi tổ sư. Đi vai sót là có thật. Em mong là anh có thể ở đấy để nhìn thấy nó. Không cần đâu, anh nhìn ngược em mà được rồi. Sophia, told me what you've done. Sophia nói cho anh biết là Lara, em đã giúp họ. It's good to see you, Sophia. Rất vui được gặp cô. Jacob is waiting for you in the observatory. Rồi, thằng Jacob đợi mình động phòng ở trong cái tháp kia. Ôi, thằng này làm gì đây? À đây, chỗ này chắc là lắp cái bản đồ vào. You actually found it. Em đã tìm được nó rồi. The founders of Gatesh were skilled craftsmen. Nhưng mà còn một cái bọn nữa là bọn cầm cung bắn, tôi không hiểu bọn đấy là bọn nào nhỉ? Đây là lực lượng gì? Ta trong này có cái bọn Trinity này, có cả bọn như cả bọn thổ dân này, sao lại có một cái bọn nó bắn cung xong mặc quần áo như kiểu bọn La Mã? Chả hiểu đéo. Jonah, try those chains. Rồi, Jonah anh kéo nấy lên. Khổ thanh niên làm cu li cho nó rồi. Khỏe thế. Bảo sao em ấy thích. À chiếu cái này ra bản đồ đúng không? Dùng ánh nắng chiếu ra bản đồ. Đúng kiểu mấy cái phim khoa học viện, khoa phim tìm kho báu. Bọn đấy là bọn bảo vệ từ thời xưa à? À. He must have used this to plan the construction of the city. Like ancient blueprints. Exactly. Đây là bản đồ đây rồi. Everything radiates out from this point. Mọi thứ đều chỉ về chỗ này. The center of the city. Nó là trung tâm của thành phố ở phía dưới cái hồ. Something's not right. Có gì đó không đúng. The cathedral. Where the atlas was. It's on the wrong side of the map. Cái map đã bị xoay xoay nhầm hướng. Xoay theo hướng khác. Stop. That's it. Rồi. Gatesh isn't under the lake. It's under the glacier. The divine. Ở dưới cái glacier. How the hell are we gonna get through all that ice? Đây mình sẽ phải chui dưới chui vào trong cái ngọn núi này à?
This path here leads into the city. Tôi nghĩ là thế này thì hôm nay chắc là không phá đảo được. Tại vì là như thế này thì còn dài lắm. Cái cửa để có thể vào đây phải ở đây. Đây rồi, cái cửa để đi vào Kitech. Thằng Jacob nó biết. Thôi xong rồi, trực thăng của bọn chi tiêu đến rồi. Úi dồi ôi, ôi dồi ôi. Thôi xong. Bảo anh da đen anh ấy chia chim ra cho mà leo lên. À đây có xích rồi, ok rồi. Ui thằng này khỏe thế. Thôi xong tôi rồi. Đừng anh ơi. Chết cha mày đi. Ôi thôi xong anh da đen rồi. Ôi nó cắt chim anh da đen rồi. Ôi là không phải, không phải. Thôi xong nó bắt anh da đen rồi. Thôi xong. Tổ sư vừa mới gặp được chưa kịp trịch đã bị bắt mẹ rồi. Ô, thanh niên Jacob cũng bị bắt rồi. À cũng bị bắn rồi. We don't have much time. It won't be long before Trinity discovers the location of the source. But I have to go after Jonah. Even if it means giving up the truth you came here to find. Ok, chắc là thằng này chết rồi. Chứng tỏ con này mẹ cao số lắm. Cứ gặp anh đéo nào là anh đấy mẹ không bị bắt thì bị chết. Mẹ cao số lắm. Sau này anh em tìm người yêu, tìm vợ, từng đừng tìm em nào cao số nhá. Anh em cứ nghe lời một thằng chưa có gấu như tôi là sẽ chuẩn đấy. Đúng rồi, nếu mà thằng Jonah còn sống thì nó đang nhốt thằng đấy ở chỗ căn cứ của bọn Liên Xô. Đi cứu thằng da đen trước. Từ từ thay bộ quần áo khác đã. Are you all right? I'm up by the old copper mill overlooking the gulag. I'm about to go in after Jonah. I know the spot. We hid a stash of weapons near where we first attacked Trinity. You might find them useful. Thank you, Sophia. I'll see you when I get out. Được chưa? Nói lắm thế. Rồi, thay quần áo đã. They have Jonah now. And the Atlas. Tôi mặc cái bộ màu trắng này này. Mình lẩn vào tuyết tốt hơn. Tôi thấy cái bộ này lẩn vào tuyết ngon phết. Đấy. Cái gì, Việt Nam thua rồi á? Nhanh thế. Vừa vào đã bị ghi bàn à? Không sợ đâu. Thời gian còn nhiều, gỡ hoa thoải mái. Đây mình có thể dùng cái tên để có thể leo được. Kinh phết nhỉ. Thế là như nào? Leo lên đâu? Lên đây thôi đúng không? Bắn cung lên đúng không? Đúng rồi, phải bắn cung lên rồi. Ơ? À, phải giữ cái này. Ơ? Đây đúng không? Rồi. Bom, tổ sư. Rồi. Ngon rồi, tôi hiểu rồi. Ok. Thế này tốn cung lắm.
Nó nhảy đây thôi. Nhảy tiếp. Ôi thế này thì còn lâu lắm, đi cứu thằng da đen, cứu nó xong bắt đầu mới lại đi tìm cái device shot thì còn lâu lắm. 20 rồi á, vãi. Vừa vào đã 20 mẹ. Cái cung này không tốn à? Bão tuyết sắp đến rồi. Tokuda ghi bàn thứ nhất, Maria ghi bàn thứ hai à? Nhanh thật. Chắc bọn Nhật nó cho mấy em. Ôi thủ. Đang định bảo chắc bọn Nhật nó thả mấy em GAV đứng ở trên khán đài, thành ra là cầu thủ bên mình mẹ bị phân tâm, anh em hiểu không? Ok, căn cứ bọn kia đây rồi. Lại dùng cung tên bắn lên thôi. Một cái tên. Hai cái tên. Rồi lên rồi. Ngon cơm rồi. Cái gì đây? Tìm chỗ trú ẩn. Bão tuyết nó đến, phải tìm chỗ trú ẩn. Lạnh rồi, sun hết cả bím rồi. Đốt lửa lên cái con này. Rét rồi. Thế này mà có anh nào ở gần đây ôm nhau thì chắc là ấm phải biết. Lại nhớ lại. Nhớ lại ông bố ngày xưa đây. Thôi bỏ qua đi. Ôi xổi. Tay con này có miệng khỏe thật. Tay của thanh niên Nathan chứ thật nó khỏe bằng tay con này. Việt Nam có bàn rồi à? 1-2 rồi à? Ngon. Đấy, Việt Nam đá thế chứ. Ơ kìa. Ôi dồi ôi. Ngã đến bịch chứ phát. Nghe kêu thế. Rồi là nhảy sang đây. Chọc vào, đúng rồi. À, đây là ngủ đến sáng hôm sau rồi, con ngủ một đêm rồi. Con này ngủ cũng chả thay, chả tắm rửa nhỉ. Con gái mà không tắm rửa khắm lắm.
Mắm ruốc đấy. Từ tôi xem làm nào đây. Bắn cung lên đây à? Đúng rồi, phi sang đây thôi. Jonah must be up there somewhere. Gần đến nơi rồi. Extraordinary. Vãi, con mụ nó lấy được rồi. The divine source. Con mụ Anna nó cũng biết được cái chỗ. Then it's time. Nó cũng biết được cái bản đồ rồi. I will notify the dig teams and prepare the train. Constantine, the prisoner is awake and ready for questioning. I'm on my way. Tớ xem đi đâu rồi. Đi đâu rồi? What the hell? À đây. Rồi, lại chọc thôi. Chọc đi em. Ô, con gì đấy? Sóc. Sóc. Đây rồi, đến nơi rồi. Đây là vết xe ô tô đây. À, có một thằng đây rồi. À, đây là con hươu. Cái gì ác cái gì cơ, tôi có làm gì đâu. Con này nó tự rút súng nó bắn đấy chứ. Ủa. Đây rồi, hai con rời đây rồi. Croft might try to rescue the prisoner. Command wants everyone on high alert. Why don't they just kill him? We might still know something. Constantine will find out soon enough. Ủa? Khốn nạn đời tôi rồi. Dạ. Láo này. Ôi thằng này chết vẫn còn đang cầm cái lựu đạn này. Sóc cũng không tha. Tôi chỉ tha cho con sóc nó có tên là Lọ thôi. Con sóc thường tôi không tha đâu. Sóc Lọ thì tôi tha. Tổ sư đông thế. Constantine just gave a general order to prepare. Rồi, nó chia ra làm ba rồi. Giết thằng này đầu tiên. Ôi, trượt rồi. Trượt mày. Trượt mày. Ôi ôi. Bỏ mẹ tôi rồi. Mày láo này. Láo hả em? Láo hả con? Mày ra đây. Mày ra đây.
Mày ra đây! Mày ra đây! Nó toi rồi. Anh em cứ bình tĩnh. Đây này, tôi cho anh em xem nhá. Con Lara nó tự động nó rút súng, nó bắn sóc rồi nè. Đấy. Tôi chả làm gì tự động nó bắn mẹ luôn. Không hiểu game này kiểu gì luôn. Chắc là do tôi giết người nhiều là con nó bị nhiễm cái tính. Bị nhiễm tính giết người theo. Đấy, bây giờ nó cứ tự động nó bắn. Lấy dầu đã. Cái dầu làm gì nhỉ? Thế này mà hai thằng kia đều biết gì kinh. Ê, chết nha các con. Sorry nhé hai em. Xong phim. Đây rồi. Đây rồi em ơi. Còn thằng nào nữa? Nữa nhỉ? Mày ra đây, tao đứng mẹ giữa này cho mày ra tìm tao này. Tổ sư lúc mình đi tìm nó đéo thấy đâu với đâu. Thôi đi ra hướng này thôi. Ủa, nó ra nó ở đây. Còn giờ ta ngồi đây. Tiên sư đồng đội mày thì bắn nhau với tao, mày ngồi ỉa. Rồi. Cái chết này cho những kẻ mày nhát gan. Chui qua đây thôi. Từ từ đã. Có chỗ để update rồi. Animus to close. Update đồ phát đã. It's a stamp to seal official. Vẫn chưa mở được cái dòng thứ ba này nhỉ?
Chưa mở được cái vòng này. À đây rồi. Hay lắm, mở rồi. Từ từ xem nào. Tăng cái này trước. Giảm đam. Ôi cái này cũng kinh này. Giết mà không làm cho bọn khác nghe thấy. Rồi ok. Ô cái gì đây? Tôi bơi qua đây rồi. Ô có hai thằng. Looks like the demolition crews are already packing up the chop. Một thằng đã toi. Mình kéo xuống thế mà thằng kia đâu biết gì à? Thằng nữa đâu rồi? À đây rồi. Mẹ mấy thanh niên này ngu lắm. Tai điếc hả con? Tai điếc hả con? Xong phim. Đây rồi. Not yet. Just keep your eyes open. Do your rounds. Chúng này chỉ có mỗi mấy thằng này thôi à? Ôi đông thế. Not anymore. Đông cái này không chơi rồi. Give me a hand over here. We've got company. Oh, chết được rồi. Khốn nạn đời tôi rồi. Từ các anh ơi. Từ các anh ơi. Vãi. Quay súng dài thật. Quả đấy tôi cũng không định nhoi lên đâu. Thì đéo lại nhoi lên mẹ. Em bị nó phát hiện. Tổ sư. Đi vào trong này rồi. Ba không à? Phải. Nhanh thế. Thôi thua cũng được, đằng nào mình vào World Cup rồi, sợ gì. Thua cũng chả sao. Leo đây. Penalty à? Đệt. Ok. Lấy được cái này rồi. À đây, thanh niên da đen đây. Đang bị nó giam giữ trong cái phòng kia. Jonah. Dưới này rồi, dưới cái nhà máy ở phía dưới rồi. Ok, nhiệm vụ đi cứu thằng này. Hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi nhá.
Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Thế này là không phá đảo rồi, chắc là phải thêm 1-2 phần nữa chúng ta mới phá đảo. Bây giờ đi ngủ rồi, mai chúng ta còn đi học đi làm, mai thứ 6 rồi. Rồi, bye bye, see you again nhá. Anh em nào ra xem đá bóng đi xem.